Thông tin mới vụ dọa ôm bom cướp ngân hàng Vietcombank. Tối mùng 4 tháng 3, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Minh, sinh năm 1986, quê quán quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào 14 giờ ngày mùng 4 tháng 3, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, một nam thanh niên mang bom đến dọa cướp ngân hàng. Người này mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn đi vào ngân hàng rồi hô to tao mang hai quả bom đưa tiền đây không tao cho nổ banh xác hô xong đối tượng leo lên quầy giao dịch với ý định trèo qua tấm gương để tiến vào trong nhưng không được lúc này coi báo động của ngân hàng kêu lên khiến đối tượng này phải bỏ chạy theo lối cổng chính trong quá trình thực hiện hành vi đối tượng đã cướp được một điện thoại của nhân viên lễ tân ngân hàng khi vừa bỏ chạy ra đến cổng thì bị lực lượng công an cùng bảo vệ ngân hàng bắt giữ qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận là trần quang minh từ thành phố hồ chí minh ra quảng ninh để thực hiện hành vi cướp tài sản tiến hành khám xét trong người minh phát hiện và thu giữ thẻ sinh viên mang tên trần quang minh của một trường đại học ở mỹ công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé